Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Đức nói Navalny, đối thủ của Putin đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Lãnh tụ đối lập Nga Alexander Navalny đang được chăm sóc tại một trong những bệnh viện ở Berlin, bị đầu độc bằng hóa chất phá hoại não bộ Novichok. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Angela Merkel vào thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2020. Novichok là loại chất độc thần kinh mà Anh tố cáo Nga cũng đã dùng để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei và con gái ông trong một cuộc tấn công tại Anh vào năm 2018. Trong khi họ đang sống sót, một phụ nữ Anh sau đó đã chết trong bệnh viện. Anh cáo buộc tình báo quân đội Nga đã thực hiện vụ tấn công đó. Đây là hình ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo về trường hợp nhà đối lập Nga Navalny đã bị đầu độc. Theo Thủ tướng Đức, sự kiện các kết quả phân tích, xét nghiệm tìm thấy chất độc cực mạnh này đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng và chỉ có chính phủ Nga mới có thể trả lời và phải trả lời. Trong khi các nước phương Tây yêu cầu Moscow phải nói sự thật, chính phủ Nga nói là đang chờ Đức trưng bằng chứng. Về mặt chính thức, Moscow cho biết đã yêu cầu được tiếp cận với các dữ liệu thông tin y tế của phía Đức nhưng cho đến nay vẫn chưa được đáp ứng. Điện Kremlin cũng cam kết sẵn sàng hợp tác toàn diện với phía Đức. Thế nhưng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria đã bác bỏ thẳng thừng các tuyên bố của Berlin và gọi các tuyên bố của Đức là ngoại giao loa phóng thanh. Nhân vật chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện tại Đức, bị mưu sát bằng chất độc thần kinh Novichok. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố như vậy vào ngày 2 tháng 9. Thủ tướng Merkel nói Berlin trông đợi Moscow giải thích chuyện này và Đức sẽ tham khảo đồng minh NATO về cách thức đáp trả, nêu lên khả năng về những chế tài mới của phương Tây đối với Nga. Đây là tin đáng quan ngại về âm mưu giết người bằng chất độc đối với một nhân vật đối lập hàng đầu của Nga, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói như vậy. Ông Navalny, 44 tuổi, là một đối thủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin và chuyên điều tra về những vụ tham nhũng của giới chức. Tháng trước, ông đã ngất xỉu trên một chuyến bay nội địa của Nga sau khi uống một cốc trà mà các đồng minh của ông nói là có chất độc. Ông đã được đưa sang Đức điều trị ngay lập tức sau đó. Nhóm làm việc với ông nói rằng ông đã bị đầu độc theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này. Đây là hình ảnh chụp màn hình video clip cho thấy ông Navalny đã được đưa cấp cứu trên đường bay từ hôm 20 tháng 8. Người phát ngôn Điện Kremlin kêu gọi Đức trao đổi đầy đủ thông tin và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria phàn nàn rằng không có bằng chứng đối với các cáo buộc về chất độc Novichok. Sự thật ở đâu? Công thức ở đâu? Ít nhất là phải có một dạng thông tin nào đó chứ, bà Maria đã nói như vậy. Và trước đây, nhà cầm quyền Nga và bác sĩ Nga nói không tìm ra chứng cứ ông Navalny bị đầu độc. Nga hiện đang bị chế tài của các nước phương Tây sau khi sát nhập Kremlin của Ukraine vào Nga cách đây 6 năm. Một vụ đối đầu khác với các nước châu Âu hay Mỹ có thể làm thiệt hại nền kinh tế của Nga thêm nữa. Và đồng rúp của Nga lại tiếp tục mất giá so với đồng euro sau khi tuyên bố của chính phủ Đức. Bệnh viện Charité ở Berlin, nơi đang chữa trị cho ông Navalny cho biết tình trạng của ông còn nguy kịch, được đút máy thở dù một số triệu chứng đang giảm bớt. Bệnh viện nói không thể loại trừ những hậu quả lâu dài về việc ông bị đầu độc và sẽ phải trải qua một thời kỳ bệnh lâu dài. Trên trang tweet của chính phủ Đức nói rằng đã phát hiện ra chất độc Novichok cho thấy nhà cầm quyền Nga đứng đằng sau vụ đầu độc ông Navalny. Novichok thuộc nhóm chất độc thần kinh làm chết người cho quân đội Xô Viết chế tạo vào những năm 1970 và 1980. Thủ tướng Boris Johnson của Anh cũng lên án vụ tấn công mới nhất là hết sức tệ và chính phủ Nga bây giờ phải giải thích những gì đã xảy ra với ông Navalny. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để mang lại công lý. Thủ tướng Johnson đã nhấn lại trên tweet của mình như vậy. Vậy Alexei Navalny là ai? Câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh Alexei Navalny, lãnh đạo đảng đối lập lâu năm đối với ông Putin. Tên tuổi của ông nổi lên nhờ việc phát hiện các vụ tham nhũng, gọi đảng Liên hiệp Nga của Tổng thống Putin là đảng của những kẻ đầu trộm, đuôi cướp. Ông đã bị bỏ tù vài lần. Vào năm 2011, ông bị bắt và bỏ tù 15 ngày sau cáo buộc biểu tình phản đối gian lận bầu cử của đảng Liên hiệp Nga trong các cuộc bầu cử ở Quốc hội. Ông cũng bị bỏ tù trong một thời gian ngắn vào tháng 7 năm 2013, vì các cáo buộc biển thủ công quỹ, những cáo buộc mà ông bác bỏ và nói chúng mang tính chính trị. Ông cũng tìm cách ra ứng cử trong bầu cử tổng thống vào năm 2018, nhưng bị cấm vì từng bị kết án gian lận trước đây trong một vụ án mà theo ông là mang tính chính trị.
ông Navalny cũng bị giam 30 ngày vào tháng 7 năm 2019 sau khi kêu gọi biểu tình trái phép. Ông bị ốm trong thời gian ở tù lần đó. Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh viêm da do tiếp xúc. Nhưng ông nói ông chưa bao giờ bị dị ứng nặng và các bác sĩ riêng của ông nói rằng ông có thể bị tiếp xúc với chất độc nào đó. Ông Navalny cũng nói ông tin rằng ông đã bị đầu độc. Ông Navalny cũng từng bị bỏng hóa chất nặng ở mắt phải vào năm 2017 sau khi ông bị tạt loại thuốc khử trùng. Vào năm ngoái, tổ chức Quỹ chống tham nhũng của ông chính thức bị tuyên bố là cơ quan nước ngoài. Điều này cho phép nhà chức trách được quyền kiểm tra tổ chức này nhiều hơn. Và câu hỏi được đặt ra là những ai khác đã bị đầu độc như vậy? Đây là hình ảnh ông Kim Jong Nam, anh trai của Chủ tịch Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên, đã từng sống ly khai với gia đình họ Kim tới khi bị sát hại. Chất độc thần kinh từng được dùng để ám sát ông Kim Jong Nam tại Kuala Lumpur vào năm 2017. Hơn một tháng sau khi Kim Jong Nam bị giết tại Kuala Lumpur, các chuyên gia đang cố gắng tìm hiểu kết luận của Malaysia rằng chất độc thần kinh gây chết người đã được sử dụng để giết ông Kim mà dường như không gây hại bất kỳ ai khác. Chất độc này là một tổng hợp của những chất độc hữu cơ tấn công hệ thần kinh, kích thích quá mức các tuyến và cơ cho đến khi ngừng hoạt động. Những người tiếp xúc với liều lượng cao bị tê liệt, đau tim và ngưng hô hấp. Vì độc tố này bay hơi từ từ, nó có khả năng gây ô nhiễm các khu vực xung quanh trong một khoảng thời gian dài. Một vụ đầu độc tương tự ở Việt Nam là cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Mặc dù báo chí Việt Nam bác bỏ, nhưng sự việc đã sớm được thông tin bởi trang Chân Dung Quyền Lực nói rằng ông được chẩn đoán tại Mỹ rằng đã bị đầu độc bởi chất phóng xạ AES. Ở blog trang Chân Dung Quyền Lực, người ta biết đến các thông tin tài đình không chỉ với các thủ đoạn làm giàu hay khối tài sản khổng lồ với hàng nghìn tỷ đồng của một số quan chức lãnh đạo, kể cả sự liên kết với các đại gia sân sau mang yếu tố Trung Quốc và kể cả âm mưu mượn tay Trung Quốc của một vị ủy viên Bộ Chính trị dùng chất phóng xạ để ám sát ông Nguyễn Bá Thanh, Phó trưởng Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương, kiêm trưởng Ban Nội chính Trung ương. Không chỉ thế, chính trang Chân Dung Quyền Lực này còn tiết lộ cho biết trong thời gian ở Mỹ, ông Nguyễn Bá Thanh đã chuẩn bị sẵn đơn tố cáo gửi Bộ Chính trị chỉ đích danh Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đã mượn tay Trung Quốc ám hại ông vì những động cơ chính trị thấp hèn. Và với các bằng chứng tin cậy khá cao bằng các hình ảnh về một người đang được trang Chân Dung Quyền Lực cho biết, ông Nguyễn Bá Thanh lúc đó đang điều trị bệnh ngộ độc phóng xạ AES bằng biện pháp phẫu thuật ghép tủy tại Bệnh viện John Hopkins tại Mỹ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh được điều trị tại Mỹ, ảnh nhấn trang Chân Dung Quyền Lực hiện vẫn còn tồn tại. Cũng theo trang Chân Dung Quyền Lực thì kể từ tháng 11 năm 2014, bệnh tình của Nguyễn Bá Thanh bắt đầu chuyển biến theo hướng xấu do biến chứng của ca phẫu thuật ghép tủy trước đó. Các biểu hiện người bắt đầu khô quắt, xám xịt toàn thân. Theo thông báo của bác sĩ Hoa Kỳ thì nguyên nhân là do bệnh nhân được chuyển đến quá trễ, độc tố nhiễm trong xương không thể giải trừ hết. Cho dù ca phẫu thuật ghép tủy trước đó thành công, nhưng các tế bào nhiễm độc phóng xạ AES đã chuyển thành ung thư và đang lây lan rất nhanh. Hiện không có liệu pháp nào ngăn chặn và sự sống của ông Nguyễn Bá Thanh chỉ còn được tính bằng ngày. Đây dường như cũng là lý do vì sao gia đình ông Nguyễn Bá Thanh đã quyết định đưa ông trở về Đà Nẵng vào tối ngày 6 tháng 1 năm 2015. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2015, ông Nguyễn Bá Thanh đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau hơn nửa năm điều trị bệnh rối loạn sinh tủy ở Singapore, Mỹ và Việt Nam. Và một loạt cái chết đáng ngờ khác của những quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam như Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Trần Bắc Hà hay Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Cái chết của ông Phạm Quý Ngọ vào tối ngày 18 tháng 2 năm 2014, chỉ một ngày sau khi công bố quyết định về tạm đình chỉ nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Công an do liên quan đến vụ án làm lộ bí mật nhà nước. Nhiều bài báo tỏ ra hoài nghi thêm vì hơn một tháng trước đó, vào ngày 7 tháng 1 năm 2014, khi trả lời báo Công an, ông Ngọ còn có tiếng nói mạnh mẽ và trước đó vài tuần trong đám cưới hoành tráng và đặc biệt của cậu quý tử, ông Ngọ còn tỏ ra rất tươi cười, khỏe mạnh. Và gia đình ông khoe rằng bệnh gan của ông đã được chữa trị, cuộc ghép gan đã thành công, người cho ông một thùy gan được ông nhận làm con nuôi. Và sự hoài nghi lên đến tột độ khi không ít người cho rằng ông Ngọ đã phải chết và chết đúng lúc ngay trước khi ông bị điều tra, thẩm vấn, đối chất về những gì ông Dương Chí Dũng đã khai trước tòa là ông đã mấy lần nhận tiền hối lộ lên đến hơn 1 triệu rưỡi đô la. Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào ngày 21 tháng 9 ở tuổi 61. Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức nói rằng ông chết vì một căn bệnh nghiêm trọng do virus hiếm gây ra tại một quân y viện ở Hà Nội, chứng nhận bệnh này không thể chữa được. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trần Đại Quang đến thăm Trung Quốc vào hồi tháng 5 năm 2017. Nhìn ông vẫn mập mạp, khỏe mạnh,
Sau đó 2 tháng, ông bỗng trở nên bệnh nặng, gần như biến mất khỏi truyền thông. Đến khi xuất hiện lại, đều thấy sắc diện ông rất xấu về sức khỏe. Trước khi qua đời, ông Trần Đại Quang đã biến mất trước công chúng và việc ông vắng mặt trong những sự kiện quan trọng các quốc gia gây ra những tin đồn. Nhiều người thắc mắc rằng ông biến mất thì phải có một chứng bệnh hiếm thấy, bị lật đổ bởi đối thủ chính trị là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay là bị đầu độc khi ông chính thức viếng thăm Trung Quốc vào năm ngoái, theo tờ báo Asia Times đưa tin vào ngày 21 tháng 9 như vậy. Bệnh của ông Chủ tịch Trần Đại Quang cũng bị bao phủ trong bí ẩn. Đảng Cộng sản Việt Nam không cho biết ông bị bệnh gì, chỉ nói rằng ông bị bệnh đó không thể chữa trị được. Giới truyền thông trong nước trích dẫn lời bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu nói rằng ông Quang được chuẩn đoán mắc một thứ bệnh lạ trong tháng 7 vào năm 2017 và ông đã trải qua 6 cuộc điều trị tại Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản ám chỉ những nguyên nhân có thể gây tử vong xuất phát từ phía Bắc Kinh. Ông Quang được chuẩn đoán mắc bệnh chứng lạ rất bí ẩn ngay sau chuyến viếng thăm chính thức ở Trung Quốc từ ngày 11 cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2017. Sau chuyến công du này, ông Quang tránh xuất hiện trước công chúng. Nhiều nghi ngờ ông Quang không thể xuất hiện lại vì ông bị một vấn đề về sức khỏe hoặc là nạn nhân trong cuộc đấu đá chính trị. Theo tạp chí Nine Asia Review đưa tin vào ngày 28 tháng 8 năm 2017 như vậy. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra một số câu hỏi quan trọng mà cho đến nay chưa được trả lời, rằng ông Quang đã có sức khỏe tốt trước khi được chuẩn đoán mắc chứng bệnh gây chết người và làm thế nào mà ông ta lại có thể mắc một căn bệnh gây tử vong sau chuyến viếng thăm Trung Quốc như vậy. Và tại sao ông Quang lại đến Nhật Bản để chữa bệnh thay vì sang nước Cộng sản láng giềng Trung Quốc? Giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây vẫn đặt ra một tiền lệ là mỗi khi bị bệnh thì đi Trung Quốc để điều trị. Rất nhiều câu hỏi nhưng cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Và rõ ràng chừng nào Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa Cộng sản còn tồn tại trên thế giới thì chừng đó những kẻ độc tài và Đảng Cộng sản sẽ đưa ra những cái chết rất bí ẩn, ngay cả công chức cấp cao của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2020 với bản tin Thủ tướng Đức nói Navalny, đối thủ của Putin, đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.